Xin chào các bạn. Chúng ta hãy thử cho family của chúng ta nhiều màu hơn nữa thử xem. Rồi, chúng ta sẽ vào cái mục là manage material để tạo hàng loạt cái màu. Ví dụ ở đây là default, chúng ta sẽ tạo đó là VN1 vật liệu 1. Ở đây chẳng hạn là màu vàng. Ok. Rồi, tiếp tục duplicate lên vật liệu 2. Màu của chúng ta là màu xanh lá cây chẳng hạn. Rồi, tiếp tục vật liệu 3, màu của chúng ta là màu xanh da trời. Tiếp tục vật liệu 4, màu hồng imina chẳng hạn. Rồi tiếp tục là vật liệu 5, ví dụ là màu cam. Rồi vật liệu 6, chẳng hạn là màu, chúng ta sẽ lấy cái màu đỏ. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta có 6 màu, như vậy cũng đủ ví dụ rồi. Bây giờ mình sẽ tạo tương ứng với nó. Chúng ta vào Family Type và chúng ta sẽ tạo hàm biến mới. New Parameter. Ở đây mình sẽ đặt là H1 Instance dạng Yes, No. Đó, là Family Visible mà nãy chúng ta tạo đấy. Bấm OK, H1 đã xuất hiện. Tiếp tục H2 Instant Yes, No. Ok. Tiếp tục như vậy. H3 Instant Yes, No. Ok. H4 Yes, No. Instant. Ok. H5 Instant Yes, No. Ok. H6 tương tự. H7 Instant. Rồi. Ok, như vậy chúng ta đã tạo ra được 7 màu khác nhau. Rồi, bây giờ chúng ta ok. Mình sẽ lại tạo cái khối này. Create form, show it form. 100. Mình sẽ lấy màu vật liệu 1 visible, mình sẽ chọn cái hàm biến đã tạo sẵn là H1, ẩn đối tượng đi, tạo 200 chẳng hạn. Vật liệu 2 visible, chúng ta lấy H2 ẩn. Chúng ta chọn vật liệu 3 visible, chúng ta lấy là H3 ẩn đi. Tiếp tục tới H4, thôi cho nó trở lại 200 lại đi, độ dày cao quá cũng không nên. Vật liệu 4 visible H4. Ok. Rồi, cái này mình cho hoàn toàn là ngẫu nhiên theo ý mình, các bạn vẫn cũng có thể điều khiển theo ý của các bạn. Visible H5. Ok. Tiếp tục. Cái này là 150 chẳng hạn. Vật liệu 6. Ở đây visible mình sẽ lấy tham biến là H6. Cái cuối cùng, tạo khối lên. Ở đây thì mình làm một cái bề mặt đi. Rồi, vật liệu của nó là kính glass visible H7. Rồi, tất cả trả lại như cũ. Như vậy, ở mỗi vị trí điểm số 1 thì chúng ta sẽ làm sao để mà một trong 7 cái H này nó đúng. Chúng ta sẽ đặt cái hàm biến cho nó tương tự như video trước. Mình cái đầu tiên là K, ví dụ nha, nhỏ hơn trừ 0.4 chẳng hạn. Ok. Rồi, ở dưới này and, hai điều kiện phải cùng xảy ra đúng mới được. Not K nhỏ hơn trừ 0.4
ống mặt phải K lớn hơn K nhỏ hơn chứ, trừ K nhỏ hơn trừ 0 chấm 0.3 0.2. Đoạn này hơi hơi lớn, mình sẽ đổi cái này là trừ 0.6, ở đây 0.6, 0.6 ở đây là 0.3. Rồi như vậy à, k mà nó nhỏ hơn trừ 0.6 thì H1 đúng, còn nếu như k đi từ trừ 0.6 đến trừ 0.3 thì H2 đúng. Tiếp tục bây giờ mình lại copy xuống, cái này là trừ 0.3, này ví dụ là trừ 0.1 đi, ok cái này là trừ 0.1 thì cái này có thể là 0.1. Rồi ở đây từ 0.1 cho đến 0.5 chẳng hạn. Như vậy nếu mà cái nào h nào mà có cái vùng nó xuất hiện nó nhiều thì cái đó thì cái h đó nó sẽ có cái tỷ lệ xuất hiện nhiều hơn. Rồi tiếp tục ở đây là 0.5 rồi, nhỏ hơn 0.5, bên này là nhỏ hơn 0.8 chẳng hạn. Rồi cuối cùng chỉ cần là nó k nhỏ hơn 0.8 mà được. Đó, như vậy là chúng ta đã đặt điều kiện sao cho là với mỗi k, mỗi giá trị k từ trừ 1 đến 1 thì chúng ta đều có xuất hiện ít nhất là một cái h nó đúng. Rồi ok, và chúng ta load vào dự án. Rồi chúng ta thử tạo một cái masking, masking assign in place mask. Ok, ví dụ ở đây là mình sẽ tạo một cái đường tròn chẳng hạn. Rồi một cái bán kính này cũng hơi lớn đó. Rồi mình sẽ tạo ra ray form, solid form, một cái khối cầu để chọn consistent color. Rồi mình sẽ chia lưới cho cái khối cầu này, dưới này cũng vậy, chia lưới cho khối cầu này. Rồi tất cả cả hai phần này mình sẽ chọn hiện điểm lên, hiện nó bên dưới cũng vậy, tích chọn vào nó tương tự. Rồi sau đó chúng ta sẽ chấm một cái điểm ở trên level 1 đi, đây là điểm số 1 của chúng ta, và lấy family 1 2 3 4 5. Ok, như vậy tất cả các điểm đã được load vào, và mình lặp lại thao tác bấm repeat, nó sẽ trải lên trên toàn cái lưới. Rồi chúng ta sẽ đợi một tí, nó sẽ phủ hết cho chúng ta nửa cái hình cầu này. Ok, tương tự như vậy chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Component bấm vào đây, điểm số 1, điểm số 2, điểm số 3, điểm số 4, điểm số 5. Rồi ok, chúng ta sẽ lại repeat lần nữa. Rồi nó sẽ phủ nửa phần còn lại. Ok, thật ra family adaptive này nó load thì nó có thể nó chờ một tí, nhưng mà thật sự thì nó rất là nhẹ, các bạn yên tâm. Rồi finish. Rồi đây là sản phẩm của chúng ta. Cảm ơn các bạn.